Xin chào anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ để lời chào đi sau nha. Chúng ta hôm nay sẽ nói về AMD này. Một thứ mà phải nói rằng AMD đã làm được một cách xuất sắc, đó là việc bây giờ bất kể là anh em có bao nhiêu tiền, anh em muốn mua PC rẻ để phục vụ những cái mục đích văn phòng nhẹ nhàng, hay là một cái PC đắt đỏ hơn để dựng video hay là chơi game, thì AMD sẽ vẫn có đủ các combo đầy đủ CPU, mainboard và GPU cho anh em. Đó chính là thứ mà AMD đã làm được, không lấy đi thế độc tôn của Intel, nhưng đã khẳng định được sự hiện diện của mình trên bản đồ PC và biến một thị trường độc quyền của Intel thành một cuộc đua song mã mà chúng ta vẫn hay gọi là cuộc chiến giữa đội xanh và đội đỏ. Ok, chào mừng anh em đã đến hoặc quay trở lại với chuyên mục Ăn Rau Muống Nói Chuyện Quốc Tế 8bit Công Nghệ trên TNC Channel. Đây sẽ là một video tổng hợp lại những gì mà AMD đã làm được trong 4 năm vừa qua, từ việc đứng lên từ thất bại với Bulldozer cho đến một đối trọng thực sự của Intel trên cả mặt trận desktop, laptop và xa hơn như thế nữa. Vào video nha. Nếu nói về khả năng bứt phá về cả công nghệ và thị phần thì có lẽ trong thời gian trở lại đây thì AMD có phần vượt trội hơn so với Intel. Tính đúng ra thì chỉ trong 5 năm từ 2015 đến nay, chúng ta mới thấy thực sự có những cái sự đột phá trên toàn bộ thị trường PC. Trước thời điểm đó thì Bulldozer của AMD thất bại. Và hãy xem là Intel đã làm gì đối với cả thị trường PC này. Dòng PC phổ thông mắc kẹt ở 2 nhân hay là 4 nhân CPU rất lâu và giá trần mỗi lúc một tăng. Vào năm 2016, khi AMD dục dịch với Ryzen thì Intel đã phải ra mắt Broadwell i7-6950X với cái giá rất khó tin vào thời điểm đó là khoảng tầm 1.700 đô. Và cho đến thời điểm này thì việc ép được Intel phải cải tiến dòng CPU của mình là một sự thành công của AMD. Nó mang đến sự biến chuyển tích cực cho thị trường. Khi mà Intel vẫn có những CPU 8 lõi giá hơn 1.000 đô thì AMD xuất hiện với đủ thể loại lựa chọn về nhân và luồng. Flagship Ryzen 7 1800X giá 499 đô, trong khi Ryzen 7 1700 8 lõi chỉ có giá là 330 đô mà thôi. Sự xuất hiện của một CPU đến từ đội đỏ, một CPU giá rẻ với 4 nhân đã khiến cho nó trở thành một lựa chọn đáng giá hơn nhiều so với đối trọng 2 nhân giá rẻ bên phía đội xanh. Thực sự ấy, thì vào cái thời điểm đấy, AMD nổi lên như một sự đe dọa với Intel. Mới chỉ có 4 năm trước thôi, nhắc lại thấy như kiểu lâu lắm rồi ấy, nhưng mà thực ra chỉ có 4 năm trước thôi, 2016 ấy. Tuy nhiên thì vào thời điểm đấy, mình sẽ không khuyên anh em chọn những cái CPU này. Và ở năm 2016, AMD vẫn chưa thể cạnh tranh được với Intel sòng phẳng như bây giờ. Cùng nói sâu vào phần này một chút để chúng ta thấy được AMD đã làm được những thứ lớn như thế nào chỉ trong phạm vi 4 năm. Thế hệ CPU đời đầu mình vừa mới kể ở trên cũng giống như bất kỳ một sản phẩm hoặc là một dịch vụ gì đấy thời đầu. Nó có những sự không hoàn hảo mà chính nhà sản xuất cũng khó có thể lường trước được. Việc Ryzen Gen 1 phục vụ tốt cho chúng ta trong những cái tác vụ đa nhân là hoàn toàn chuẩn với những cái định hướng của AMD. Nhưng mà xung nhịp và IPC của chúng không thể so sánh được với tiến trình 14 nanomet đã được chăm chút kỹ lưỡng và tối ưu hóa bên phía Intel. Những CPU đội đỏ này gặp khó khi xử lý những cái tác vụ đơn luồng, nhất là khi chúng ta chơi game ở độ phân giải Full HD. Intel cho thấy một FPS cao hơn hẳn và người ta mặc định luôn rằng Intel vào thời điểm đó vẫn là lựa chọn tối ưu hơn tất thảy, nhất là đối với những tác vụ đơn nhân. 4 năm sau, tức là thời điểm bây giờ, AMD không còn tệ như thế nữa. Đã có những cái sự cải tiến tuyệt vời trên những chiếc CPU sau đời 1 của họ, với những hệ thống tản nhiệt tối tân hơn, memory cache tốt hơn, cũng như những thuật toán như là Precision Boost 2 hay là XFR2 đã gọi là thế nào nhỉ? Đã để toàn bộ hệ thống duy trì được xung nhịp cao với một sự ổn định rõ ràng hơn rất là nhiều. Chuyện một CPU AMD có thể vượt qua đối trọng tương đương bên phía Intel thực ra là nó không mới. Nhưng mà hãy nhắc lại một lần nữa là toàn bộ những cải tiến của họ tính cho đến nay là chỉ có trong 4 năm thôi. Tức là trong khi Intel ì ạch với hết vấn đề nọ đến vấn đề kia, từ việc không thể sản xuất đại trà được những CPU tiến trình tốt hơn cho đến cáo buộc bán giá cao cho người dùng, thì AMD đã có những bước cách mạng hóa cứ khoảng tầm gần 400 ngày một lần. Ryzen 7 2700X đã từng là flagship của năm, và đây là lúc khá là tiện để chúng ta khen nó. Ryzen 7 2700X là một chiếc CPU thực sự ấn tượng với việc hiệu năng game và tác vụ đơn nhân vẫn thua đối trọng bên phía Intel, nhưng nó không còn thua nhiều nữa và cũng chỉ mới đây thôi. Thì thế hệ Ryzen thứ 3 không hề thiếu nhân và đặc biệt là rất nhanh. Chúng ta có lẽ đã phải rất ấn tượng trong năm 2019 vừa rồi vì chúng ta thực sự đã có thời gian test những CPU của AMD, và vấn đề về gaming cũng như hiệu năng đơn nhân trên các chip Ryzen đã gần như là biến mất từ lúc bấy giờ. Với sự xuất hiện của những CPU 7 nanomet đầu tiên với hiệu năng được cải tiến đáng kể, cấu trúc mạnh mẽ và khả năng hỗ trợ PCIe 4.0 đến từ phía các CPU AMD, hiện nay chúng ta không còn quá nhiều lý do để khăng khăng lúc nào cũng chọn chip Core i9 như là một cái lẽ đương nhiên nữa. Ryzen 9 3900X là lựa chọn của nhiều anh em xác định chơi khô máu với túi tiền của mình.
Và đúng, mình không phủ nhận rằng i9-9900KS là vua của hiệu năng với phân khúc flagship người dùng chạm mốc 5GHz trên một tiến trình 14nm đã quá hoàn hảo trong tay Intel. Nhưng về giá thì sao? Đối với những người hay suy nghĩ về chỉ số Price over Performance thì họ thực sự phải quay đầu nhìn Ryzen 9 3900X ngay khi đang chuẩn bị mua i9-9900K. Câu chuyện thực sự ở đây nằm ở chỗ AMD hiện nay đã có thể phục vụ được nhiều nhất những đối tượng khách hàng có thể, từ những người có hầu bao eo hẹp đến những người sẵn sàng ném tiền tấn vào một hệ thống máy tính. Cùng phân tích sâu vào chỗ này một chút nhé. Đây không phải là một video chê Intel, và để nói về việc AMD đã làm được gì trong khoảng một vài năm trở lại đây thì mình sẽ khen Intel một chút ở đây. Nghe hơi vô lý đúng không? Nhưng mà ok, bắt đầu đi. Thực tế dù Intel đã bắt chúng ta phải chờ đợi rất lâu cho một tiến trình mới sau 14nm, nhưng thực sự họ vẫn có tầm vóc lớn hơn AMD, và tầm vóc này không hề đến từ việc người ta đã quen dùng Intel rồi thì dùng tiếp, mà đúng là trong thời gian trở lại đây, một số những cái trải nghiệm cụ thể trên CPU của Intel vẫn là tốt hơn so với những gì mà CPU AMD có thể mang lại. Ví dụ nhé, Intel QuickSync có thể cải thiện được hiệu suất edit video của chúng ta rất là nhiều. Trải nghiệm cá nhân mình đối với những cái phần mềm như là Photoshop trên các chip Intel vẫn là ok hơn, mượt mà và ổn định hơn. Nếu bây giờ anh em hỏi mình là chọn máy cao cấp với CPU cao cấp, GPU cao cấp đi kèm với một màn hình từ Full HD đến 2K để có thể đạt được mức độ FPS cao nhất trong các game có thể, mình sẽ khuyên anh em chọn i9-9900K nếu hầu bao của anh em không cho phép chọn đến Gen 10. Và lời khuyên này mình nghĩ là mình không cần phải nghĩ nhiều về nó cho lắm. Tức là mình không cần phải lăn tăn, không cần phải đắn đo nhiều. Tổng quan mà nói, chip i7 trở lên vẫn là một lựa chọn hoàn hảo cho những người mua máy về phục vụ thuần chơi game hoặc đặt chơi game làm nhu cầu chính của họ khi mua máy. Nếu nói về những tác vụ ít phổ biến hơn thì Intel cũng phục vụ Deep Learning cực kỳ tuyệt vời. Thế tại sao mình lại khen Intel nhiều đến như thế trong một video đáng ra mình phải nói về AMD? Và khi ở trên mình nói rằng AMD đã phục vụ được nhiều khách hàng nhất có thể thì ý mình có nghĩa là như thế nào? Ý mình ở đây nghĩa là thế này. Nếu như mà chỉ một vài năm trước đây thôi nhá, anh em phải có một cái lý do gì đấy cực kỳ cụ thể với một cái nhu cầu cực kỳ cụ thể để chọn một chip AMD thay vì chip Intel, thì bây giờ mọi thứ không còn như thế nữa. Hoài niệm một chút về laptop này. Ngày xưa nếu chọn laptop thì chắc chắn là anh em chỉ có thể chọn Intel thôi, trong khi AMD đã từng bị mắc kẹt trong bài toán tối ưu hóa hiệu suất trong một khoảng thời gian tương đối dài. Ok, thì đến gần đây AMD đã không còn bị vướng cái bài toán này nữa. AMD Ryzen R7-4800HS đã xuất hiện trên Asus ROG Zephyrus với xung nhịp là 2.9GHz, UPTU 4.2, 16GB, 3200MHz với khả năng nâng cấp lên 32GB, SSD 512GB M2 PCIe 3.0, GTX 1650 Ti, màn hình 14 inch Full HD và kèm theo bảo hành 24 tháng chính hãng bởi Asus Việt Nam. Ở mức giá khoảng 33 triệu, khó có thể nói đây là một chiếc máy không đáng chọn. Có thể nó không quá mạnh trong tầm giá vì chúng ta cũng có những lựa chọn khác nữa, nhưng trải nghiệm trên nó có thể nói là tuyệt vời. So sánh bề dày kinh nghiệm làm chip cho laptop của Intel và AMD, có thể thấy rằng AMD đã thực sự nỗ lực rất nhiều và đã mang lại được những sản phẩm đáp ứng được đủ tốt trải nghiệm và nhu cầu của anh em. Intel đã có 15 năm thống trị tuyệt đối tại sân chơi này, nhưng với việc vượt qua chính những rào cản vốn có của bản thân mình, AMD đã chen chân được vào một nơi mà Intel đã từng làm mưa làm gió. Đó mới chỉ là laptop, còn desktop thì như mình đã nói ở trên rồi, CPU Ryzen thế hệ 3 có thể phục vụ cho mọi thể loại nhu cầu thượng vàng hạ cám, và bây giờ những người muốn sử dụng máy hardcore chắc chắn đã phải nhờ đến cái tên Threadripper dù họ có dùng nó hay không. Ví dụ như là Threadripper 3970X 32 lõi, đối với rất là nhiều người đó là chiếc CPU đáp ứng hoàn hảo cho họ. Trong khi đó ở phân khúc thấp hơn nhiều, chúng ta có AMD Ryzen 3 3100 với 3.6GHz, 4x8 luồng giá 2 triệu rưỡi. Có ok không ạ? Mình nghĩ thì với mình đây là một sản phẩm tốt ở phân khúc giá rẻ. Trong năm 2020 này có lẽ AMD không cần phải ngần ngại Intel nữa rồi. Họ chưa thể vượt mặt, nhưng mà trên khía cạnh sản phẩm mà nói thì quan điểm của người mua hướng đến các sản phẩm AMD đã tích cực hơn rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta có chiếc 3970X mình nói ở trên, mặc dù có thể nói là giá nó khá là cao nếu như anh em chỉ nhìn vào xung nhịp, nhưng mà chúng ta sẽ có 32x64 luồng, 128MHz và tiến trình 7nm FinFET. Khó có thể nói là AMD có thể làm ra một chiếc CPU như vậy nếu họ không có thị trường và một tệp khách hàng riêng. Và cả Ryzen 4000 Mobile cũng là một trường hợp tương tự, sẽ hơi khập khiễng nếu so sánh AMD của PC và Xiaomi của ngành sản xuất smartphone, nhưng họ cùng chia sẻ những điểm chung nhất định. Ví dụ như là Xiaomi có thể làm ra những chiếc điện thoại chạy chip Snapdragon 845, 855 mà giá chỉ có tầm 7-8 triệu. Thì AMD cũng có thể làm ra những CPU rất mạnh về mặt thông số. Và hãy xem Xiaomi đã làm được gì ở thế giới smartphone. Họ có thể đang gặp khó khăn vì biên lợi nhuận của họ quá là thấp,
nhưng họ đã tạo lập được tệp khách hàng riêng, có chỗ đứng riêng trong thế giới Android nói riêng và thế giới smartphone nói chung. AMD cũng như vậy, những sản phẩm cấu hình cao của họ như là Ryzen 9 4900HS thực sự đem đến một mối đe dọa dành cho Intel trong thời điểm này. Đã có những người nói về con 4900HS này theo hướng rằng nó có thể cạnh tranh với những chiếc laptop to hơn nó gấp 2 đến 3 lần về mặt kích thước, tức là đưa được hiệu năng mạnh xuống một thiết kế tinh tế hơn và không quá hầm hố, đúng như xu hướng của thời điểm hiện tại. Có thể nói sau một năm 2019 khá là thành công, thì Ryzen 4000 Mobile đã đánh dấu một điểm bắt đầu năm 2020 rất tuyệt vời cho AMD, khi nó được đóng mác là chuỗi CPU có tính cách mạng mà rất lâu rồi thị trường mới được nhìn thấy. Và đây sẽ là một phần mới hơn mà có thể anh em đang chờ đợi này. Không thể cứ mãi khen AMD được. Chúng ta có những cái vấn đề thực sự đến từ nhà sản xuất này. Nhất là trong mấy tháng trở lại đây thôi, mình nhớ không nhầm là vấn đề bắt đầu phát sinh vào ngày 18 tháng 4. AMD từng gặp phải những vấn đề về cài đặt chipset driver của CPU Ryzen trong năm 2020. Đúng là có một số trường hợp chúng ta có thể cài được những cái driver mới này lên máy của mình, nhưng mà vẫn có những cái sự nó không hoàn chỉnh nhất định. Ừ thì cũng đúng thôi, đi nhanh thì thỉnh thoảng vấp cái chắc là cũng không sao. Nhưng cũng khá là đáng lo ngại cho AMD khi mà chỉ khoảng hơn một tháng trước họ tung ra một driver mới để khắc phục cái vấn đề về cài đặt mình vừa nói sau, thì đến lúc đấy hệ thống lại gặp vấn đề về điện năng tiêu thụ. Người dùng phản ánh lại với AMD rằng là CPU của họ bỗng dưng bị tiêu tốn nhiều điện hơn. Và chúng ta cũng chưa thể kết luận được gì thông qua một cái sự cố nhỏ nhỏ này. Nhưng qua trường hợp này chúng ta vẫn cần phải khẳng định rằng sau nhiều năm thì những vấn đề về nhiệt và điện năng trên các CPU của AMD là vẫn còn ở đâu đó, vẫn tồn tại. Và để nói về mức độ ổn định và yên tâm khi sử dụng thì có lẽ là Intel vẫn là một lựa chọn trong thời điểm này tạm thời là tốt hơn. Vì như mình đã nói, họ đã dành rất nhiều thời gian ra để tối ưu hóa tiến trình 14 nanomet của mình. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận những sự cố gắng của AMD trong suốt những năm qua. Họ đã thực sự làm được nhiều thứ chỉ sau có 4 năm vươn mình trở thành đối trọng với Intel, có những sản phẩm thực sự vượt trội hơn, tạo ra sự thúc đẩy tích cực cho thị trường. Và ok, đấy là tất cả nội dung mà mình muốn mang đến cho anh em trong video ngày hôm nay. Sau hai video khen, thậm chí tuần trước mình vừa mới khen Z490 của Intel rồi, thì sau tuần sau mình đang nghĩ đến việc là mình sẽ làm một cái video về những vấn đề còn tồn đọng của những sản phẩm Intel và AMD hiện nay. Ví dụ như là hôm trước mình có đọc được một cái thông tin khá là hay, đấy là thông tin về việc là mainboard X570 đã khiến cho lineup sản phẩm của AMD bị xáo trộn lên như thế nào. Oh, hấp dẫn đó các bạn, hấp dẫn không bạn? Hấp dẫn, hay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên mục Tài Biết Công Nghệ của TSC Channel.